Teamwell ra mắt đội hình baby, Vset chuẩn bị có giải trẻ. Teamwell chính thức ra mắt đội hình trẻ mang tên Baby Wells với sự góp mặt của 7 thành viên. Các tuyển thủ này đều là những cái tên mới mẻ với độ tuổi từ 16 đến 19. Teamwell chia sẻ: "Chúng mình tin rằng với nguồn năng lượng trẻ trung, khát khao thể hiện bản thân tại đấu trường công lý, Baby Wells sẽ mang đến cho người hâm mộ liên minh trẻ tại Việt Nam một làn gió mới, đồng thời sẵn sàng tiếp nối những thế hệ đàn anh trong tương lai gần." Mô hình xây dựng đội trẻ trước đây từng được các đội Vset áp dụng như Cerberus hay SPTC. Tuy nhiên, nó chưa đem lại hiệu quả khi Liên minh Việt vẫn chưa có giải đấu chính thức cho cấp độ trẻ như LCK Challengers hay LDL ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Do đó, kể từ khi Vset chính thức được Riot tiếp quản đầu năm 2023, cộng đồng đang mong chờ một giải đấu tương tự sẽ được thành lập. Trong bối cảnh mà Liên minh Việt đang quá thiếu nhân tài kế cận, thì giải trẻ sẽ là môi trường không thể tốt hơn để tìm ra các tuyển thủ mới. Với việc Riot đang tập trung xây dựng sân thi đấu Vset hoành tráng, đã có nhiều tin đồn về việc giải Vset Academy chuẩn bị xuất hiện. Và động thái mới nhất của Team Wells cho thấy điều này đã rất gần. Dự kiến, giải trẻ có thể ra mắt đầu năm 2024, thậm chí sớm hơn là ngay trong giai đoạn mùa hè này. Đội hình chính thức của Baby Wells: đường trên, LLT, Đào Văn Tuân, 2004. Đi rừng, Anoker, Vũ Minh Hiếu, 2005. Histo, Lê Văn Hoàng Hải, 2007. Đường giữa, Tire, Trần Duy Đức, 2006. Kiru, Hồ Hữu Hải, 2006. Xạ thủ, Haki, Nguyễn Văn Hữu, 2005. Hỗ trợ, Dakai, Nguyễn Hoàng Lam, 2005. Cựu